Thì sau khi heo đã đẻ xong như vậy thì tổng cộng đàn heo của mình là đẻ được 13 con các bạn. Thì khi heo đẻ xong thì các bạn chuẩn bị một lọ thuốc Vinamoxy. Lọ thuốc này là để có mục đích là để kháng khuẩn tiêm vào bả vai cho heo, tiêm khoảng 20C hết lọ này các bạn, để mà chống viêm nhiễm cho cái con heo nái của mình. Khi mà đẻ ra đông con quá như vậy, những con nào đều, những con nào yếu thì các bạn có thể là vắt thêm sữa để mà mình bơm hút vô xi lanh để bơm cho heo, giúp cho nó có sức đề kháng và cái tỷ lệ đồng đều trên con heo con của mình. Khi nhau đã ra hết thì các bạn gom lại đưa ra ngoài và vệ sinh chuồng trại cho nó sạch sẽ, tránh viêm nhiễm về sau cho heo. Các bạn đợi cho nó ra hết nhau nha, rồi gom lại. Đây là nhau này các bạn, cả một bịch nhau. Sau đó thì các bạn vệ sinh cho heo nái cũng như vệ sinh cái chuồng của mình cho nó sạch sẽ. Thông qua video này thì mong các bạn cũng sẽ làm được như mình. Chúng ta có thể khởi nghiệp từ những cái điều nhỏ nhặt nhất, những kinh nghiệm chia sẻ với nhau trong cuộc sống, giúp các bạn có thể là có cuộc sống ngày một tốt hơn, có kinh nghiệm hơn, cùng nhau phát triển. Thì khi mới đẻ ra xong như video ở phần 1 mình đã chia sẻ, thì đến lúc 3 ngày tuổi thì các bạn tiến hành chích sắt cho nó. Các bạn ra ngoài tiệm thú y mua loại sắt, thuốc sắt như thế này, và chích cho mỗi con là 2C. Sau khi chích sắt xong thì các bạn tiến hành nhỏ cầu trùng cho nó luôn. Thì một con là 1C. Cái này có tác dụng là ngăn ngừa tiêu chảy cho heo con, rất là quan trọng các bạn. Thì khi các bạn làm xong cái thao tác chích sắt và nhỏ cầu trùng thì các bạn đến 5 ngày thì các bạn tiến hành lựa những chú heo đực ra và tiến hành lấy bi cho chúng. Mình không có dùng cái từ chuyên môn, do YouTube chính sách của họ là không cho phép cái điều này, nên mong các bạn hiểu. Thì chính sách YouTube thì khá là khắt khe trong cái việc mà nghiêm cấm bạo hành động vật, cho nên mình có quay video đây nhưng mà không dám đưa lên, sợ YouTube sẽ cấm cái video của mình phát hành, nên mình không có quay cận cảnh cái video mà lấy bi cho heo đực. Cái việc lấy bi cho heo đực á thì thực hiện cũng khá là đơn giản thôi. Các bạn cần một con dao lam, thuốc sát trùng, bông gòn, banh kéo. Thì các bạn khi tiến hành á thì một người làm cũng được, không cần phải đến hai người đâu. Các bạn cứ xách đầu con heo con ra, lựa hết những con heo đực ra khỏi chuồng luôn và đi xa cái khu vực mà heo nái mẹ này ấy, để khi tiến hành mình phẫu thuật nó thì
heo nó có kêu la thì heo đực ở trong, heo mẹ ở trong chuồng á nó không có quậy, thì các bạn là kẹp hai cái đùi gối của mình á, ngồi xuống kẹp hai cái đùi gối của mình vô cái đầu con heo, chống ngược cái đít của nó lên, rồi nặng dùng tay á bóp hai, thấy hai cái hòn cà của nó, rồi các bạn dùng dao lam á lập là mỗi bên hai bên, ví dụ hai hòn thì các bạn dùng là dao lam á lập mỗi bên một đường, xong rồi các bạn nặng cái hai quả cà đó ra, xong các bạn dùng một cái banh quấn hết cả cái ống dẫn tinh rồi cả hai cái hòn đó ra hết luôn, chứ các bạn đừng có lấy cái hòn không nha, còn mấy cái ống ở trong là cũng không được nha, các bạn lấy hết mấy cái ống rồi gì xoắn hết ra, lấy quả hai cả quả cà nó ra luôn, xong rồi các bạn bôi thuốc sát trùng cho nó là xong. Việc tiến hành cái chuyện đó thì cũng khá là đơn giản thôi, không có gì là phức tạp đâu. Nếu các bạn làm được ở tại nhà thì mình sẽ tiết kiệm rất là được nhiều chi phí trong chăn nuôi của mình mà không cần phải thuê thú y xuống làm. Thì qua những lời chia sẻ của mình thì hy vọng là các bạn ai cũng sẽ làm được hết. Và một điều lưu ý khi các bạn mà xây dựng cái mô hình chuồng như mình nè, thì các bạn phải chú ý là heo con đẻ ra là heo mẹ rất là dễ đè chết heo con, cho nên các bạn phải lưu ý là canh cho nó. Còn nếu các bạn có điều kiện làm chuồng lồng rồi thì mình không nói. Nên đây là cái mô hình vẫn nuôi theo truyền thống từ xưa giờ của nhà mình. Giờ thì cải tạo làm chuồng lồng thì tốn rất là nhiều chi phí, cho nên là mình vẫn còn giữ cái kiểu chuồng này và chưa có điều kiện để thay đổi. Thì từ hôm đẻ đến giờ là tổng cộng là 13 con và cũng chưa để xảy ra là bị chết con nào. Mình mong là các bạn cũng sẽ thực hiện được như mình. Đó. Thì nhà mình nuôi một ô là một con như vậy các bạn. Một ô như vậy thì tầm khoảng là 4,5 mét vuông. Thì nói chung là mình thấy là cũng đủ thoải mái cho heo rồi. Heo nái thì cần như vậy thôi, chứ cũng không cần rộng quá đâu. Sẽ tốn chi phí xây dựng chuồng trại của mình rất là nhiều. Đó, một ô thì một con như thế này. Và các bạn cũng phải lưu ý nha, khi heo nái đang trong giai đoạn nuôi con này thì các bạn phải cho nó ăn thật là đầy đủ chất dinh dưỡng. Cái loại cắm viên mà cái loại dành cho heo nái đang nuôi con á, các bạn ở trên bao bì đó thì là người ta có hướng dẫn sử dụng liều lượng á, các bạn cho ăn cho nó đúng liều, đúng bữa để nó có sữa nuôi con thì con nó sẽ lớn mạnh. Và một điều quan trọng trong cái tuần đầu tiên á các bạn, một tuần tuổi đầu tiên thì các bạn cái bóng ấm này nè, buổi tối thì khoảng 6 giờ các bạn bật lên cho mình nha, các bạn bật đến cỡ 8 giờ sáng hôm sau hoặc là 9 giờ khi mà trời nắng lên rồi thì các bạn hãy tắt để giúp buổi tối cho heo con nó được sưởi ấm, nó không bị lạnh, thì ảnh hưởng đến sức khỏe của heo con rất là nhiều. Các bạn nhớ chú ý điều này. Rồi thì để mình chia sẻ thêm một chút
về cái sau khi mà heo con đã cai sữa xuất chuồng thì mình sẽ chuyển ra một cái chuồng nuôi như thế này, một ô như thế này thì mình nuôi khoảng được là tối đa là khoảng được 40 con. Các bạn cứ tính khi xây dựng chuồng trại thì các bạn cứ tính cho mình là khoảng 1,2 đến 1,5 mét vuông nhân một con là được, là thoải mái. Chứ 1 mét vuông thì nó chật lắm. Khi heo lớn lên thì các bạn sẽ thấy nó ngột ngạt và nó khó chịu. Cái máng ăn tự động thì các bạn nên bố trí ở ngoài cái gần cái thành chuồng như này, đừng có để xa quá để mình tiện cho cái việc đổ cám, khỏi phải đi ra đi vô chuồng nhiều thì nó dễ mang cái mầm bệnh vào chuồng các bạn. Heo này thì cái lứa này thì mình tách được gần 2 tháng rồi các bạn, cỡ 1 tháng rưỡi thôi, chưa tới 2 tháng đâu. Ở cái phía đối diện kia thì các bạn bố trí những cái nấm uống bên đó. Và cái nấm uống á, thì các bạn nên bố trí là hướng mà cái lỗ thoát phân, để cho nước thì gì đó nó uống nó có nhiễu ra thì nó chảy đó, cho nó tiện. Máng thì các bạn bố trí gần đây. Như nhà mình thì mình thiết kế một cái cửa như thế này, dùng sắt 4 vuông. Rồi thiết kế một cái cửa như thế này. Thì có nhiều bạn xem video hỏi và kêu là mình chia sẻ thêm nhiều về video về heo. Thì mình cũng làm thêm cho các bạn nào mà muốn tham khảo thì có thể xem video của mình. Một ô đó, nhà mình thì mới có điều kiện làm được 2 ô chuồng như thế này thôi. Mỗi ô nuôi tối đa thì khoảng được 40 con các bạn. Thì trên đây là cái chia sẻ của mình. Nếu các bạn xem video thấy hay thì nhớ đăng ký để ủng hộ kênh của mình phát triển hơn, và mình chia sẻ thêm về những cái kinh nghiệm nuôi heo của nhà mình. Thì về cái kiểu dáng chuồng này, nếu mà các bạn có thấy thích thì lần sau mình sẽ chia sẻ các vật tư, vật liệu, tính toán để làm nên cái chuồng này khoảng hết bao nhiêu tiền, chi phí hết bao nhiêu, và cái xử lý hầm phân chất thải như thế nào. Trong video kỳ tới mình sẽ làm về phần này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.